Trung Tính TV xin mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay Trung Tính xin mời cô chú và anh chị cùng em làm món tàu hủ sốt thịt bằm cho cô chú anh chị. Thì tàu hủ này là tàu hủ trắng nha cô chú anh chị. Em mua 2 miếng, em cắt ra làm tư, em ngâm muối nha cô chú anh chị. Tí nữa em sẽ vớt ra nha. Và đây là thịt bằm nha cô chú anh chị. Thịt bằm này em mua 20k. Thì xíu nữa em sẽ chế biến thịt bằm này sau luôn nha. Với lại em có hành tím băm với tỏi băm nha cô chú anh chị. Với lại em có hành lá sắc nè, với lại ớt sắc nha. Với lại em có 2 muỗng bột năng cô chú anh chị. Và một số gia vị gồm có đường, nước mắm, bột ngọt nha cô chú anh chị. Thì phần gia vị đó thì tí nữa em sẽ hướng dẫn cô chú anh chị nêm sao nha. Thì bây giờ em sẽ bắt đầu vớt cái này ra và em sẽ chế biến cho cô chú anh chị. Mà cô chú anh chị bắt đầu làm cùng em nha. Đây cô chú anh chị, sau khi em ngâm muối tầm khoảng 5 phút cô chú anh chị, bây giờ em đã vớt lên nè cô chú anh chị. Bây giờ em sẽ bắt đầu nêm gia vị vô đây nha cô chú anh chị. Mình cho một muỗng cà phê hạt nêm nha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mình sẽ cho nửa muỗng cà phê bột ngọt. Và em sẽ cho nửa muỗng ăn canh nước mắm nha cô chú anh chị. Và em sẽ cho ít tiêu vào đây nha. Rồi xong bắt đầu em sẽ tán nhuyễn nha cô chú anh chị. Mình tán nhuyễn ra nha cô chú anh chị, càng nhuyễn càng tốt. Thì cái này thì em sử dụng hai miếng nha cô chú anh chị. Mình đi ra chợ mình mua, ở ngoài chợ thì lúc nào cũng có nha cô chú anh chị. Sáng mình ra mình mua thì mình để tủ lạnh, hoặc là mình mua gì mình làm liền cũng được. Mình nêm vừa thôi nha cô chú anh chị, mình đừng nêm mặn quá nha, tại tí nữa mình còn làm cái sốt nữa cô chú anh chị. Bây giờ trước tiên thì em sẽ tán cho nó nhuyễn ra. Đây cô chú anh chị, em đã tán nhuyễn rồi nè cô chú anh chị. Bây giờ em sẽ cho trứng vào cô chú anh chị. Em cho một quả trứng cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị thích ăn trứng nhiều thì mình cho thêm một quả nữa nha cô chú anh chị. Còn em xài bao nhiêu đây em cũng thấy đủ rồi cô chú anh chị đây. Giờ em sẽ cho miếng hành lá rồi cô chú anh chị. Cô chú anh chị chọn đều nha cô chú anh chị, để cho anh chị nó đều với nhau cô chú anh chị. Ít trứng của chú anh chị, chứ em cho thêm vào một quả nữa quá. Đây em cho vào một quả nữa của chú anh chị. Lỡ hướng dẫn của chú anh chị, hướng dẫn cho tới cùng luôn của chú anh chị. Để em cho một quả, tại em thích ăn trứng ít thì cô chú anh chị làm thì nó không có ngon. Nên em làm 2 quả luôn. Cô chú anh chị tán như thế đều chứ trứng với cái này nha cô chú anh chị, với tàu hủ nha cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị, em đã tán nhuyễn ra nè cô chú anh chị, và em đã làm như thế này nha. Em chán cho hết đều nha cô chú anh chị. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đem đi hấp nha cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị, cái nồi hấp của em đã sôi nè cô chú anh chị. Bây giờ em sẽ cho tàu hủ và em hấp nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ mình hấp tầm khoảng 15 phút nha cô chú anh chị. Sau khi mình chờ cái phần tàu hủ cho chín của cô chú anh chị, bây giờ em sẽ hướng dẫn cô chú anh chị làm
phần thịt bằm xào nha cô chú anh chị. Mình bắt chảo dầu cho nóng, mình cho dầu vào cô chú anh chị. Tiếp theo là mình sẽ cho cái phần hành tím với lại tỏi băm này vào nha cô chú anh chị. Mình cho hết luôn. Mình xào cho nó vàng cho thơm nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị xem video thấy hay thì cho em xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ em nha cô chú anh chị. Thì bây giờ phần hành với tỏi của mình đã thơm và vàng cô chú anh chị. Bây giờ tiếp tục em sẽ cho cái phần thịt bằm của em vào nha cô chú anh chị. Sau khi mình xào thịt đã săn lại cô chú anh chị, bây giờ tiếp tục mình sẽ bắt đầu nêm nếm phần gia vị vào đây nha cô chú anh chị. Thơm quá cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị xem thấy hay thì nhớ cho em xin một like, một đăng ký kênh nha cô chú anh chị, để ủng hộ em, để em có động lực làm những video mới nha cô chú anh chị. Bây giờ em sẽ nêm dầu hào nha cô chú anh chị. Dầu hào thì em nêm 1.5 muỗng ăn canh nha cô chú anh chị. Còn cô chú anh chị nêm mặn nêm lạc thì còn tùy vào cái phần thịt của mình ít hay nhiều nha cô chú anh chị. Tiếp tục thì em sẽ nêm nửa muỗng ăn canh hạt nêm nha cô chú anh chị. 1 muỗng cà phê bột ngọt nha cô chú anh chị. 1 muỗng cà phê đường nha cô chú anh chị. Vậy bây giờ em sẽ dặn vào một ít nước mắm cho nó thơm nha cô chú anh chị. Khoảng 1 muỗng cà phê à, cô chú anh chị ơi. Vậy bây giờ em sẽ cho vào một ít tiêu nha cô chú anh chị. Vậy em sẽ cho vào 1 muỗng tương cà nha cô chú anh chị. Cho nó cái màu sánh đẹp nha cô chú anh chị. Vậy là phần bột năng của em nha cô chú anh chị. Em sử dụng 2 muỗng bột năng nha cô chú anh chị. Bây giờ em sẽ pha nước vào nha cô chú anh chị. Em pha 2 muỗng nước luôn nha cô chú anh chị. Sau khi em đã quậy tan cô chú anh chị, bây giờ em sẽ rưới lên cái phần thịt băm của mình nha cô chú anh chị. Để cho nó sọt và kẹo lại cho nó ngon cô chú anh chị. Bây giờ em sẽ cho một ít hành lên nha cô chú anh chị. Và cái phần sốt thịt bằm của mình cũng đã chín rồi cô chú anh chị. Bây giờ em sẽ tắt lửa và em sẽ cho cái phần sốt này vào cái phần tàu hũ mình đã hấp hồi nãy nha cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị, cái phần tàu hũ hấp của mình đã chín rồi nè cô chú anh chị. Bây giờ em sẽ cho cái phần sốt hồi nãy lên cô chú anh chị, sốt thịt bằm lên cô chú anh chị. Dẫn quá cô chú anh chị ơi. Rất là ngon luôn. Bây giờ em sẽ cho hành lá nha cô chú anh chị.
Đây cô chú anh chị, sau khi em đã cho hành vào và cho thịt bằm vào cái phần tàu hũ nha cô chú anh chị. Bây giờ em sẽ vào bắt đầu cho vào hấp tầm khoảng 2 hoặc 3 phút nha cô chú anh chị. Cho nó gia vị nó thấm với thịt với lại với tàu hũ nha cô chú anh chị. Rất là ngon nha cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị, phần tàu hũ của mình đã hoàn thành rồi nè cô chú anh chị ơi. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị xem video thấy hay thì cho em xin một like và một đăng ký kênh nha cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị đăng ký là để nhận video khi mà em ra video mới cô chú anh chị. Vậy sau đây em xin phép kết thúc clip cô chú anh chị ơi. Nếu cô chú anh chị xem thấy hay thì cho em xin một like và một đăng ký nha. Và em chúc cô chú và anh chị có một buổi chiều thật là tốt lành nha. Và em chúc cô chú và anh chị làm thành công cái món tàu hũ sốt thịt bằm này nha cô chú anh chị. Rất là ngon luôn và đơn giản dễ làm lắm cô chú anh chị. Và sau đây em xin phép chào tạm biệt cô chú và anh chị nha.